Minh Lâm kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Hỏi Đáp cùng Chuyên Gia với chủ đề quy định của pháp luật về xử lý hành vi ngoại tình. Chương trình được phát trên kênh TTV11 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự khi được giới thiệu luật sư Nguyễn Thế Tân, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. Chào Minh Lâm, chào quý khán giả đang xem đài. Và xin được cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, một trong những hậu quả của việc ngoại tình là ly hôn thì vợ chồng sẽ không còn chung sống với nhau. Những đứa trẻ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bố và mẹ của chúng ly hôn. Và chương trình ngày hôm nay xin được phép đi sâu về vấn đề này để giải đáp những thắc mắc mà quý khán giả đã gửi về cho chương trình. Pháp luật Việt Nam quy định chế độ hôn nhân là một vợ một chồng, tức vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy với nhau, nghiêm cấm hành vi ngoại tình. Tuy nhiên hiện nay, có một số người dù đã kết hôn nhưng lại có hành vi quan hệ lén lút với nhân tình, thậm chí là chung sống như vợ chồng với một người khác, thì đây được xem là hành vi ngoại tình. Vấn đề ngoại tình hiện nay không còn hiếm gặp trong xã hội và luôn là vấn đề nhức nhối với mỗi gia đình. Nguyên nhân dẫn đến việc ngoại tình xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Cái nguyên nhân dẫn đến cái việc ngoại tình đa phần nó rơi vào một số lý do như sau. Thứ nhất là đó là sự mâu thuẫn của các bên. Khi sự mâu thuẫn của các bên trầm trọng thì họ tìm đến cho mình những cái nơi hoặc là những cái cá nhân để họ có thể chia sẻ. Từ đó nó dẫn đến những cái phát sinh về tình cảm, phát sinh về tư tưởng, dẫn đến cái sự việc ngoại tình. Cái mâu thuẫn thứ hai nữa, cái vấn đề thứ hai nữa là trong cái cuộc sống hôn nhân họ không có một sự đồng điệu, họ không có một cái sự đồng cảm với nhau, một cái sự chênh lệch nào đó về mặt cảm xúc hoặc là sự chênh lệch nào đó về mặt nhận thức, thì nó kéo theo cái quan điểm suy nghĩ khác nhau của một trong hai bên vợ và chồng. Thì nói chung việc ngoại tình thì xã hội và pháp luật đều lên án cái câu chuyện này. Là cái kết quả đầu tiên nhất và nhanh nhất trong cái việc là gây ra sự đổ vỡ của quan hệ hôn nhân hiện hữu. Một trong những hệ lụy của việc ngoại tình là làm đổ vỡ quan hệ hôn nhân và có thể bị xử lý hình sự nếu gây ra hậu quả nặng nề. Thông thường, khi gặp vấn đề mâu thuẫn do ngoại tình, các cặp vợ chồng thường tự tìm cách giải quyết, chủ yếu là về mặt tình cảm. Người nào không kiềm chế được thì có thể dẫn đến các vụ việc đánh ghen, nhẹ thì bị coi là gây rối trật tự công cộng, nặng thì có thể bị xử lý hình sự. Và câu hỏi đầu tiên mà Minh Lam muốn đặt ra với luật sư Nguyễn Thế Tân đó chính là hành vi nào cấu thành tội ngoại tình và pháp luật có những quy định gì về tội ngoại tình ạ? Cảm ơn Minh Lam. Kính thưa quý khán giả, thì theo quy định tại luật hôn nhân gia đình năm 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan đều chưa có cái quy định cụ thể định nghĩa cho cái ngoại tình. Tuy nhiên, đây là cái thuật ngữ được sử dụng rất là thông dụng bởi trong cái đời sống hàng ngày. Do đó thì có thể dựa trên cách sử dụng thực tế để hiểu về cái thuật ngữ ngoại tình như sau. Thì ngoại tình là cái hành vi của một người đã kết hôn, có tình cảm hoặc quan hệ tình dục với người khác không phải là vợ chồng của họ. Ngoại tình có thể được coi là một hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật. Ngoại tình có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay tôn giáo. Cũng có nhiều cái nguyên nhân khác dẫn là khác nhau là dẫn đến cái việc ngoại tình. Còn cái tội ngoại tình còn có thể hiểu là cái hành vi ngoại tình, vì đây là cái hành vi vi phạm cái điều cấm của luật nên gọi nó là tội. Mà theo điểm C khoảng 2 của điều 5 luật hôn nhân gia đình quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình như sau. Thì có cấm các hành vi là người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng. Thì đồng thời theo khoảng 1 điều 2 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về cái nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình như sau. Là hôn nhân là tự nguyện tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. Xin được cảm ơn những thông tin mà luật sư đã cung cấp. Chương trình cũng nhận được một câu hỏi của khán giả có tên là LTH tên viết tắt với một nội dung như sau. Nếu hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng gây nên hậu quả nghiêm trọng, mức xử phạt có thể là đi tù hay không? Nhà luật sư sẽ tư vấn thêm cho quý khán giả này biết ạ. Cảm ơn Minh Lam.
Đây là một cái câu hỏi thì tôi cho rằng cũng hết sức là cần thiết. Thưa quý vị khán giả, thì theo cái quy định tại điều 182 của Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng như sau. Cái tội vi phạm chế độ một vợ một chồng là người nào đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ mà chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với cái người mình biết rõ là đang có vợ có chồng, thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc là bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Thứ nhất là làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc trong hai bên dẫn đến ly hôn. Hai là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về cái hành vi này mà còn vi phạm. Thì theo đó thì chúng ta thấy rằng cái tội ngoại tình thì sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các cái trường hợp là làm cho cái quan hệ hôn nhân của một hoặc trong hai bên dẫn đến là ly hôn. Hai là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về cái hành vi này mà còn vi phạm. Thứ ba là làm cho vợ chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát. Thứ tư là đã có quyết định của tòa án hủy cái việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt cái việc chung sống như vợ chồng trái pháp luật đó mà vẫn duy trì cái quan hệ đó. Thì tùy theo cái hậu quả của từng cái hành vi mà cái người có hành vi ngoại tình sẽ chịu cái hình phạt khác nhau. Mức hình phạt cụ thể sẽ do tòa án quyết định. Như tôi cũng vừa nêu cái khung ở trong cái điều luật vừa trên. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Và tiếp theo cũng là một lá thư của khán giả gửi về cho chương trình của chị DTNH, có nội dung như sau. Thưa luật sư, em gái tôi kết hôn và đã có 3 con gái. Do muốn có con trai nên em rể đã ép buộc em gái tôi phải cho cậu ta lấy vợ lẽ. Thấy không có khả năng sinh thêm nên em gái tôi buộc phải đồng ý. Và sau đó thì em rể đã sống cùng nhà với cô gái khác nhưng không ly hôn với em gái tôi. Như vậy thì cho dù đôi bên thuận tình nhưng em gái tôi lại là người thiệt thòi nhất, bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất. Và trong trường hợp này thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào ạ? Cảm ơn câu hỏi của Minh Lam mới vừa nêu cũng như là của cái bạn khán giả cũng gửi về cho chương trình. Thật ra thì nếu mà nói cái thời đại ngày nay và thời điểm bây giờ là cái thời đại công nghệ số rồi, mà với cái suy nghĩ rằng là trọng nam khinh nữ, cũng giống như là nghĩ rằng là cái quan niệm về con cái là phải có con trai để nối dõi tông đường, tôi cho rằng là một cái gì đó nó cũng cũng khá gọi là nó còn lạc hậu. Cho nên là cái việc mà lấy cái cớ rằng là vợ mình không sinh được con trai cho nên là muốn rằng là phải có vợ lẽ để mà có con trai, thì đây là một cái lý do tôi nghĩ rằng là chắc lẽ là thời điểm bây giờ là rất nhiều người, và đặc biệt những người vợ mà ai ít ai phải chấp nhận việc này. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cái lá thư mà của các bạn gửi về đây thì đây là một trường hợp rất là đáng tiếc, và tôi nghĩ là cái người vợ này cũng ấm ức mà chịu nhiều cái ấm ức và thiệt thòi dữ lắm. Thì theo cái điểm C khoảng 2 của điều 5 luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định về cái bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau. Thì quy định rằng người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Thì đồng thời thì theo khoảng 1 điều 2 của luật hôn nhân gia đình năm 2014 cũng quy định về những cái nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình như sau. Thì cái hôn nhân phải là phải tự nguyện tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng. Thì đối chiếu với các cái quy định tôi vừa nêu trên thì rõ ràng không những cái người chồng của cái cô em gái của bạn mà cả cái cô gái đang sống chung như vợ chồng với cái anh chồng là đang có cái hành vi vi phạm quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình cũng như là vi phạm cái nguyên tắc cơ bản của cái chế độ hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật. Với cái hành vi vi phạm quy định về kết hôn ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng tại cái điểm B điểm C khoảng 1 của điều 59 quy định 82 năm 2020 á, thì cả hai người sẽ bị xử phạt hành chính là từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và buộc phải chấm dứt cái hành vi vi phạm đó. Nếu vẫn còn tiếp diễn thì sẽ tùy mức độ và có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về cái tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. Khi đó cái hình phạt có thể sẽ bị phạt từ cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Thì cho nên là qua cái thông tin này thì tôi cũng rất là mong rằng cái anh chồng của cái cô trong cái câu chuyện này và cái cô gái mà đang sống chung như vợ chồng là coi như là vợ bé đó, chấm dứt ngay cái hành vi này để kẻo xảy ra những cái hậu quả mà pháp luật xử lý như giống như là tôi cũng vừa nêu. Trân trọng cảm ơn những thông tin và những chia sẻ đến từ luật sư. Vậy thì với những cái quy định nêu trên thì luật sư có thể rút ra những cái kết luận gì để chúng ta có thể bảo vệ vững chắc cái chế độ hôn nhân và gia đình, và đặc biệt là cụ thể thì cần ngăn cấm các hành vi nào ạ? Thì
theo quy định tại cái điều 5 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, có quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập thực hiện theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Vậy thì cấm các hành vi sau đây. Thứ nhất là cái kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Thứ hai là tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Thứ ba là cái người đang có vợ có chồng mà kết hôn chung hoặc là chung sống như vợ chồng với cái người khác, hoặc là chưa có vợ có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người đang có vợ có chồng. Thứ tư là cái kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, là cha chồng với con dâu hoặc là mẹ vợ với con rể, là cha dưỡng với con riêng hoặc là mẹ kế với con riêng của chồng. Và cái kế tiếp là cái điều cấm là yêu sách của cải trong cái kết hôn. Và cái điều nữa là cái cấm đó là cưỡng ép ly hôn hoặc là lừa dối ly hôn hoặc cản trở ly hôn. Hoặc là thực hiện sinh con bằng cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì cái mục đích thương mại, là mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc lựa chọn giới tính thai nhi, hoặc là sinh sản vô tính. Và nghiêm cấm cái hành vi là bạo lực gia đình, cũng như là lợi dụng cái việc thực hiện cái quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người khác, bóc lột sức lao động hoặc xâm hại tình dục, hoặc có cái hành vi khác nhằm một cái mục đích trục lợi. Thì mọi cái hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cái cơ quan tổ chức cá nhân có quyền yêu cầu tòa án hoặc là cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng cái biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về cái hôn nhân và gia đình. Xin được cảm ơn những thông tin và những chia sẻ đến từ luật sư Nguyễn Thị Tân, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một trong những hậu quả của việc ngoại tình là ly hôn, không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và sức khỏe mà còn nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ nếu không được dì ghẻ hoặc cha dưỡng thương yêu. Vì vậy, pháp luật đã có những quy định nghiêm khắc để ngăn chặn cũng như xử lý những hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Và một lần nữa thì Minh Lam xin được phép cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Tân, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hội đáp cùng chuyên gia cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.